Đây là cô hot girl Yên Khê. Nào đánh thử coi. Ừ. Anh không vô trong. Ôi trời, má ơi, mua lưng kìa. Đó, đó, kiểm tra trước xem nó có bị tịch hay không rồi mới vô trống. Có tịch chứ. Thank you.
nguyên vũ trường mới sung rồi. Em qua bài này để giờ bữa nó cho ôn lại. Giờ em thực hành bài tiếp theo là số 16, 17, 18, 19. Cái đó là đọc tên hợp âm thôi, không có nhanh. Không, nó không cần nhanh đâu.